Thì gia đình em cũng không có khá giả gì, cũng đủ kiểu là đủ đủ sống thôi. Hiện tại ba em cũng đang bị bệnh, là bị ung thư. Em muốn tìm một người nào đó biết lo gia đình để về có dâu có con có cháu cho ba em, mà ba em không biết còn bao lâu nữa. Tại vì nhìn nhìn ba ngày nào kiểu mong mong có cháu để ấm bồng á. Dạ, em tên là Duy Khang, năm nay em 26 tuổi, em quê ở Đồng Tháp. Khang bây giờ làm ở Đồng Tháp hay làm ở đâu? Dạ, em đang làm việc ở quận 10. Làm công việc gì hả Khang? Con cầm đầu thiên hạ. Con cầm đầu thiên hạ. Hả? Làm cái nghề cầm đầu thiên hạ. Hớt tóc đúng không? Tóc ngắn thì em con sẽ làm cho dài ra, tóc mỏng thì con sẽ làm cho dày lên. Con và chuyên về nối tóc và cắt tóc. À, nối tóc và cắt tóc luôn. Con ở thành phố Vinh, Hồ Chí Minh với ai vậy Khang? Dạ, hiện tại con ở với mấy đồng nghiệp thôi, À, còn thuê phòng trọ ở chung mới đúng không? dạ con ở tại salon luôn. Mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu với mình nào. Dạ, chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Hồng Bảo Ngân. Năm nay em 19 tuổi. Dạ, quê con ở Bến Tre. Hiện đang ở Bình Thạnh. Là con vẫn còn đi học hay là con đã đi làm rồi? Dạ, con nghỉ con đi làm rồi. Buổi sáng thì con làm mẫu ảnh, còn buổi chiều tối thì làm lễ tân. Có chút xíu mà đi kiếm người yêu hả? Chút nữa là mở rào ra là lần đầu ta gặp nhỏ đó. Trời à, đất chào quý vị ơi. Linh. Chưa làm ăn gì đi kiếm người yêu hả con? Có người yêu lần nào chưa? Dạ rồi ạ. Dạ rồi ạ. Trời ơi, nó có rồi luôn á đó hả? Yêu từ lúc mấy tuổi rồi? Dạ. Tình đầu là năm 15 ạ. Tình đầu là năm 15 ạ. Đây, hồi đó lớp học lớp 4 là có người yêu rồi. Nít quỷ. Mới lớp 4 có người yêu rồi. Thôi được rồi. Đâu mà bỡ ngỡ. Này là lớp mấy có người yêu rồi? Dạ con biết yêu năm 18 ạ. 18 mà cũng được. Nói ưu điểm, khuyết điểm cho nhà gái nghe cái nào. Ưu điểm con là vui vẻ, hòa đồng và hay giúp đỡ người khác. Và nhược điểm chắc là hay xúc động, dễ khóc luôn. Còn con sao? Dạ, con thì ưu điểm là con hoạt bát hòa đồng, con dễ bắt chuyện với mọi người. Con hơi bị rụt rè khi mà gặp trai. Con hơi bị rụt rè khi mà gặp trai. Thôi bây giờ cho nhà trai chúng tôi biết đường tình duyên sao. Con thì mới trải qua có một mối à. Bạn học hay sao? Tình đầu của con là gần sớm à, cách đây 4 năm trước. Mà yêu một thời gian xong rồi con cảm thấy con không hợp với bạn đó. Có nhiều cái bất đồng quá, không có chung quan điểm nên nói chuyện nữa. Sao có đánh nhau luôn. Sao có đánh nhau luôn. Trời ơi, ai đánh ai? Con đánh nó. Con đánh nó hả? Trời ơi, đánh dữ không con? Dạ. Hay tại con đánh nó quá nên mới chia tay? Dạ con cũng không biết nữa. Chắc tại vậy á. Chắc tại vậy. Thôi thôi. Mà nó làm gì con đánh nó dữ vậy? Dạ kiểu hay chọc con á, xong rồi con nấu lên, con đụng cái gì con phang cái đó luôn. Ôi trời. Trời. Nhưng mỗi lần con đánh nó xong rồi sao? Rồi nó khóc. Trời ơi. Chắc bên này quá. Nghe chưa? Khang. Anh nghe rồi chú. Con là con nãy con nó còn cầm đầu thiên hạ hả? Con gặp bên đây là con mệt lắm nha. Bản lĩnh đàn ông đừng có khóc nha con. Thôi. Con chỉ khóc mấy cái chuyện xúc động và cái cảm xúc nó cao trào thôi, còn đánh thì con chịu đau được. Chịu đau được đúng không? Ủa đúng rồi, mà có bạn gái đánh không có khóc nghe chưa? Ừ. Chứ bên đây là sơ hở là đánh đó. Sơ hở đánh nó Chịu gặp được gì? không? Gặp gì nó phang cái đó đó. Con chắc con chạy. Ví dụ mốt con đánh bồ con bỏ chạy con có dí theo không? Dạ không. Sao 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 không dí theo? Dạ, con thích là ở lại ngồi cho con đánh khi nào con hết giờ thôi. Đó, đúng rồi đó. Người ta đang cái nư người ta đánh mà bỏ chạy là người ta không thích. Được không? Đàn ông phải vậy chứ. Em nam thôi nhưng mà mong manh dễ dở lắm. Em nam thôi nhưng mà mong manh dễ dở lắm. Trời ơi trời. Đàn ông chứ. Đàn ông gì mà mong manh dễ dở, thấy mặc áo chiếu chiếu kim tuyến nhiều con tôi là tôi thấy mệt rồi đó. Đường tình duyên con sao? Con thì có một mối tình năm 18 tuổi, cũng kết thúc 10 năm rồi nhưng mà... Vậy nay 26 tuổi mà mối tình từ năm 18 tuổi cơ mà kết thúc 10 năm. Gần 10 năm chị, gần 10 năm. Rồi quen nhau Quen thì... bao lâu? Dạ quen được một năm. Bắt đầu em lên trên Sài Gòn, Bình Dương này kiểu bơ vơ lắm, còn khổ rồi được bạn ấy lo. Như ham chơi game, có ngại ăn chơi game không à.
Các bạn đi làm cứ sáng là cho mua cơm rồi mua sữa để nó ăn, ăn tới chiều cái bạn lại mua cơm cho nó ăn tiếp. Là con chỉ ở nhà cũng chơi game thôi. Lúc đó đi kiếm tiền để đi chơi game, mê game lắm. Để đàn bà con gái người ta đi ra ngoài đường, người ta đi kiếm tiền, người ta đem cơm về cho mình ăn. Cái mình nhận ra thì nó cũng chưa muộn, nhưng mà tại hoàn cảnh gia đình nhà gái lúc đó em cũng khổ à, nên nhà gái không chấp nhận. Con khổ không đi kiếm việc làm mà khổ mà ngồi nhà chơi game bởi người ta không có chấp nhận là đúng rồi. Bạn gái bên kia mong muốn người yêu lý tưởng của mình như thế nào, mẫu hình ra sao, con có thể diễn tả được không con? Mẫu người yêu con mong muốn là cao hơn con một xíu, có quan mặt một xíu, ưa nhìn là ok. Gu dữ lắm. Nghề về tạo mẫu làm mà, tạo mẫu tóc quá. Mà nên người ta ăn mặc rất có gu, mở rào ra một cái là con thấy có gu liền. Rồi còn bên kia làm sao? Em không quan trọng vấn đề đẹp hay xấu, em chỉ cần là một người biết chăm lo gia đình, đặc biệt là hiếu thảo với gia đình hai bên. Cái điều gì ở con gái mà em không thích không? Cực kỳ ghét con gái hút thuốc. Bên này có hút thuốc không? Dạ không ạ. Có nhậu không? Dạ không luôn. Đó, bên đây không hút thuốc không nhậu. Có điều gì ở con trai mà con không thích không? Dạ có. Con không thích người yêu lăng nhăng. Không thích nói nhiều. Nhậu nhiều thì không ok. Nói chung bên đây người ta dễ lắm. Còn xong mình là gì cũng được hết á. Dạ con chút chút à. Rồi con đi với ai? Con đi một mình. Một mình rồi, để chú lo. Chú Quyền Linh lo. Con đi với ai? Con đi một mình luôn. Để chú lo luôn. Mở rào. Chào em. Anh tặng em. Đây cũng là bó hoa đầu tiên. Anh cũng mong là sau này sẽ có nhiều bó hoa nữa, nhưng mà chỉ dành tặng cho một người. Em cảm ơn anh nhiều. Được không? Vui vẻ hợp ý con không? Dạ được. Con ngồi đối diện với người ta, con nói chuyện với người ta nè. Thì anh đi làm trên này thì cái thời gian của anh có thời gian rảnh không? Anh có ngày ọp không? Có, một tháng thì được ọp 2 ngày. Dạ. Anh chỉ dành 2 ngày đi về quê để thăm gia đình. À, anh có thời gian dành cho hai đứa không? Có, tại vì buổi tối thì làm 7 giờ rưỡi thì cũng đã hết ca rồi. Khi nào bữa nào trực thì mới làm 9 giờ rưỡi thôi. Thì nếu mà có hẹn thì anh cũng sẽ sắp xếp thời gian được. Em thì đi làm tới khuya mới về, nhưng mà buổi sáng em sẽ rảnh. Anh thì ngược lại, anh buổi sáng anh bận, còn tối thì mới rảnh thôi. Không sao, sắp xếp thời gian được, ok. Em nhìn anh như thế nào? Thấy nó đúng với cái những gì em tưởng tượng. Nói chung là em chỉ cần cao hơn em, ưa nhìn, biết có quan mà. Anh có đủ mà, anh lo gì? Anh thì kiểu mặc đồ nó lấp lánh xíu, nhiều người nhìn vào tưởng anh bóng gió. Tự nhiên không có nói mặc đồ lấp lánh bóng à. Khang nói cho bạn gái biết đi, bây giờ thí dụ giờ tương lai mình lấy vợ thì mình ở đâu? Về quê lập nghiệp hay là mình ở đây? Mục tiêu của em thì em cũng muốn về quê để gần gũi gia đình hơn, tại vì ở quê thì nó cũng đã phát triển lên thành phố rồi. Nói sơ sơ gia đình cho bạn gái nghe đi Khang. Thì gia đình em cũng không có khá giả gì, cũng đủ kiểu là đủ sống thôi. Hiện tại ba em cũng đang bị bệnh, là bị ung thư. Em muốn tìm một người nào đó biết lo gia đình để về có dâu, có con, có cháu cho ba em. Ba em biết còn bao lâu nữa. Tại vì nhìn ba ngày nào kiểu mong có cháu để ấm bồng á, ngày nào cũng xem truyện cổ tích này nọ. Thì mẹ em ở dưới quê hỏi là sao ông lớn rồi mà cứ xem vậy đó, thì ba em nói là xem để nhớ, để sau mai mốt kể cho cháu nghe. Bạn bè ba cũng có con có cháu hết, ba em thì bây giờ vẫn còn như vậy và tình trạng như vậy nữa thì em không biết còn được bao lâu, nên em sẽ cố gắng làm. Tức là giờ muốn lấy vợ về để cho ba thấy có dâu, muốn ba thấy có cháu nội đúng không? Con ngày xưa cũng ham chơi rồi không có nghe lời ba mẹ, cũng nhiều lúc làm cho ba mẹ buồn. Rồi mấy năm nay con cũng đã nhận ra con cũng không đi chơi nữa, con lo làm ăn để phụ giúp gia đình. Dạ. Thì lúc mà hiểu chuyện ra thì ba con lại sắp xa con.
con thấy sao? Cái câu chuyện của bạn ở đây con thấy sao? Ý là nhận ra được là mừng rồi. Con cũng mới làm hòa với ba con gần đây. Tại vì trước đây con cũng nghịch ngợm lắm, con không có nghe lời ba mẹ gì hết á. Từ khi con lên Sài Gòn, con kiếm được đồng tiền, kiếm được cái sự cực khổ thì con mới nhận ra được là đó ba con sao. Con có ngồi lại con nói chuyện với ba con. Con kêu là con xin lỗi ba. Mấy đứa con á là phải hiểu yêu thương ba mẹ của mình. Ba mẹ mình đã hy sinh cả cái tính mạng của mình để sinh con, nuôi con khôn lớn. Ví dụ như giờ lấy vợ, con muốn lấy liền không? Khoảng bao lâu? Nếu mà tìm hiểu được thì bao giờ cũng được. Đồng ý, đó là cái ước nguyện của ba. Nhưng mà em cưới vợ là em cưới cho em và cho cả cuộc đời của em. Em hiểu không? Chứ mình không có được gấp rút và không có được chọn đại để cho ba vui. Ba biết mình chọn đại thì ba buồn hơn. Phải tìm hiểu kỹ, bởi vì không có kỹ á là sau này ân hận luôn á. Hiểu không? Con cũng đang định hướng là con sẽ đi học nghề makeup. À, makeup, ôi vậy là hợp với hai đứa hợp đó. Mở tiệm lên là coi như là số 1 luôn đó. Bạn này là có ý định là về quê thì con có đồng có quan điểm với bạn không? Thì ở đâu cũng được ạ. Thật ra cái công việc của hai bạn làm ở đâu cũng được hết. Con là Bến Tre. Dạ. Bến Tre là huyện nào? Dạ, ở Bình Đại ạ. Bình Đại, rồi vậy là cũng gần ha. Nơi nào cũng có thể phát triển được. Bến Tre là quê nội. Hộ khẩu của con hiện tại là đang ở Bến Tre. Ồ, trời, quá hay tốt. Quá. Học make up nè, rồi học thêm xăm môi, xăm mày. Dạ, cũng học rồi. Đó, học ngon rồi. Lành. Hai đứa này tương lai ngon lành. Hai đứa nó đứng gần gần xíu đi. Dạ. Nào. Rồi nhìn thẳng vào nhau nói chuyện nào. Hôm nay anh Linh tới đây cũng là thật lòng. Không phải là muốn vui đùa hay này nọ, muốn mình đi xa hơn và lâu dài. Kiểu như không phải như hồi còn con nít nữa mà quen người này quen cô kia. Nhưng mà được cái anh không lăng nhăng, chưa quen cũng nhiều cô lắm. Chia tay mối tình cũ anh cũng quen nhiều lắm mà kiểu không có quen hai ba cô một lúc. Chia tay cô này mới quen cô kia. Chăm lo cho em thì đó là trách nhiệm anh. Dù nghe em nói đánh, anh chấp nhận cho em đánh anh phụ nữ về đến anh chỉ để nâng niu rồi, không bao giờ nã. Thì trong công việc nhà thì anh cũng là một người đàn ông đảm đang lắm, biết nấu cơm, biết giặt đồ, biết quét nhà này nọ, đặc biệt giặt đồ thì anh dành nha. Tại vì trước giờ đồ của anh tự giặt rồi, thích giặt tay kiểu nó sạch hơn. Em bình thường thôi, khi nào cũng được, nhưng mà miễn cho em qua 20 đã. Thì em phải đi học nghề trước, em có cái nghề trước. Rồi đó rồi tính tới chuyện sau này thì sao? Cũng tầm 1 năm nữa, 1 năm 2 năm nữa. Anh đợi được không? Anh sẽ cố gắng mình tìm hiểu nhau. Tình cảm mình dành cho nhau, không ai sinh ra là đã phù hợp với nhau. Thì mình tìm hiểu, mình sẽ tự thay đổi để hợp với người khác. Nhưng mà mẹ anh có chịu một đứa con dâu mà nó hơi con nít một xíu không? Vậy vui mà, anh cũng nít lắm, thấy lớn tuổi nhiều khi anh cũng trẻ con lắm. Vậy thì anh xác định anh sẽ bị ăn đòn rồi ạ. Không, có thể được, có thể làm bầu cát cho em đó. Nhưng mà nhớ nhẹ thôi. Nhà không có nuôi gà, không có hộp gà để làm nhíp bằng. Thôi nó tính tới cái nước mà nó bị quýnh, nó sưng con mắt. Mà quýnh nhẹ thôi, tại nhà không có nuôi gà nên không có hộp gà để lăn. Tính tới vậy luôn đó. Hai đứa mà thấy hợp nhau á thì mình cho nhau cơ hội đưa ra quyết định là bấm nút. Còn thấy không hợp nhau thì không cần phải bấm nút. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng. À, chính thức hai đứa hẹn hò nhau rồi đó. Nắm tay đi nào. Bây giờ nè, hôn gái nụ hôn đầu tiên nè. Anh xin phép ngưng nha. Rồi hai đứa trẻ phải tìm nó hôn khác liền, thấy không? Hai đứa phải tìm hiểu cho nó kỹ nha. Cần có một cái nền tảng ổn định để mình có thể là xây dựng cho tương lai sau này. Tại vì ở độ tuổi của em thì cũng nên yêu và mình xác định một cái gì đó chín chắn để lo cho sau này luôn. Dạ. Em nói câu mà đang chờ người tử tế để yêu đó. Chào bạn tên là gì?
Đầu tiên thì xin phép gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng tất cả các bạn ngồi trong khán phòng ngày hôm nay. Rồi, chào mình bạn. Giới thiệu, mình tên là Huỳnh Thế Quảng, đến từ Quảng Ngãi. Quảng Ngãi? Dạ. Ủa mà từ Quảng Ngãi vào đây, bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh hay là mới vào? Em vào thành phố Hồ Chí Minh học tập và lập nghiệp được 11 năm rồi. Bao nhiêu tuổi? Em thì hôm nay là được 30. Làm nghề gì? Em làm bên thiết kế thời trang. Thiết kế thời trang, thật ra rất thời trang. Rồi. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta. Em chào chị, em chào anh Quyền Linh, chào các chào bạn. Chào bạn, dạ. Bạn tên là gì? Em tên là Thanh Thảo, em 25 tuổi. Thảo đang làm nghề gì? Em đang làm văn phòng chị. Làm văn phòng mà sao mình thấy y như là người mẫu vậy đó. Cái này mình người ta kêu bằng fashion đó chị. À fashion, nghĩa là bạn rất thích thời trang. Dạ đúng rồi chị. Ngoài những giờ làm việc ra thì thời gian rảnh rỗi Thảo thường hay làm gì? Thường sau buổi làm việc, thứ nhất là em thích nấu nướng, thứ hai là em thích mặc đồ đẹp và chạy đi dạo phố. Wow. Có bên đây luôn, bên đây có thiết kế thời trang làm đẹp luôn. Anh có bao nhiêu tác phẩm, có bao nhiêu bộ sưu tập thời trang rồi? Em hiện tại cũng đang làm bên kinh doanh thời trang, thương hiệu riêng nhỏ nhỏ của mình, nên là vẫn có những bộ sưu tập nhỏ nhỏ hàng tháng để ra mắt khách hàng của em. Như thiết kế thời trang cho phụ nữ hay là cho đàn ông? Nói chung là mọi lứa tuổi, mọi ngành. Tức là ai cũng dạ, ai cũng nhu cầu làm đẹp thì liên hệ em. Rồi, tự nhận xét về mình, ưu điểm và khuyết điểm. Trước tiên em tự nhận xét về em thì chỉ có 5 từ ngắn gọn thôi. Là em thấy em nhỏ nè, xinh, đảm, giỏi và ngoan. Ngoan với những người nào mà đáng để em ngoan. Trời ơi. Trời hay quá. Tự câu... nhận xét mình 5 từ ngắn gọn thôi. Bên kia thấy sao bạn trai, thấy sao bạn? Cái câu mà lạ nhất là ngoan với ngoan. Những người nào mà... Sao bạn? Xứng đáng để mình ngoan. Đúng rồi. Còn những người không xứng đáng là bạn coi như không ngoan hả? Thả lì đó. Nói chung là những người nào không xứng đáng, giống như người ta đối xử với mình sao thì mình đối xử lại như vậy. Bạn có vẻ... chả treo quá, chặt chém à, quá. Đây là hơi bị đề phòng lên. Lỡ một ngày đó mà không bị phạt lòng là tiêu. Coi như bạn đối xử thế nào giống như tấm gương rồi đó. Người ta sẽ phản lại luôn. Làm thiết kế thời trang coi như là gặp người đẹp rất là nhiều mà nói không có người yêu. Mấy ông thời trang bồ nhiều lắm, tôi thấy rồi. Tại vì một phần lúc mà học ra trường xong thì em làm trong thương hiệu của nhà nước. Nên là từ sinh viên tới lúc mà có một mảng riêng ngoài chuyên môn là hoạt động bên đoàn, cũng là một cán bộ đoàn, từ cũng lăn lộn cùng 7-8 năm, nên là cũng đi cũng nhiều, cũng ham vui nhiều, nên chắc lẽ là do ham vui quá. Trải qua mấy mối tình rồi? Em thì chắc lẽ là ba mối tình rồi. Dạ. Mối tình đầu thì cũng là một thời học sinh trong trắng và ngây thơ thôi. Chỉ thoáng qua nhưng mà nó nằm lại ở một ký ức dài. Còn thứ hai thì bước vô sinh viên. Thì sinh viên thì nói chung là năm sau thì đi thì cũng có quen. Rồi chắc lẽ là mối tình gần nhất là mối tình là em đi làm mà cũng để lại sâu sắc nhất, nhưng mà cũng không thể đến được với nhau. Lý do tại sao lại chia tay mối tình thứ ba? Do là bạn nữ không vượt qua được gia đình. Thì gia đình không nó là không hợp tuổi, nên là không có cho quen. Em cũng cố gắng để dùng mọi biện pháp, mọi lý do để mà thuyết phục, nhưng mà tất cả, nhưng mà do là bạn ấy không có thể nào mà vượt qua được cái bản thân mình, vượt qua được gia đình thì ok chấp nhận. Như mình nắm tay lại mà nắm càng chặt thì nó sẽ càng đau thôi, thả ra chắc chắn nó sẽ thoải mái hơn. Bạn trai mình kia bạn đã bị một lần rồi. Dạ. Nếu bây giờ bạn hai người yêu nhau rồi mà giờ dẫn về quê ba mẹ bạn không chịu thì bạn nghĩ sao? Em nghĩ chuyện đó chắc không có đâu, tại vì ba mẹ em thứ nhất rất là dễ tính, thứ hai nữa rất là thương em. Rất miễn em thích là được. Có nghĩa là ai mà thương em chỉ cần làm cho em thương lại là được. Lúc nãy em chỉ mới nói ưu điểm là 5 từ, còn vậy còn khuyết điểm? Thường người ta sẽ ít khi nào tự nhận thấy khuyết điểm của mình lắm, cho nên em luôn thấy em hoàn hảo. Gì kỳ vậy? Ai nói với em là người ta không tự nhận vậy là khuyết điểm của em là tự em là em thấy đó. Em luôn hoàn hảo rồi. Nếu vậy thì tại sao em ế? Cái này ế chắc là nó do nhiều nguyên nhân á chị. Ví dụ nguyên nhân gì? Giống như là mình đang chờ người tử tế để yêu, hoặc là nhiều khi mình chưa đủ kinh tế để mình phóng chế tình yêu. Tại em sao phải có cái vụ kinh tế để phóng chế tình yêu là sao em? Giống như là bây giờ cuộc sống bây giờ á chị, thì đôi khi mình yêu đâu thể quá mơ mộng được. Nó cần có một cái nền tảng ổn định để mình có thể là xây dựng cho tương lai sau này. Tại vì ở độ tuổi của em thì cũng nên yêu và mình xác định một cái gì đó chín chắn để lo cho sau này luôn. Dạ. Nhưng em em nói cái câu mà đang chờ người tử tế để yêu đó. Cái câu này anh nghe nó không, hình như không lọt lỗ tai. Không lẽ cả đời này ai cũng không tử tế trơn hả? Tử tế nhưng quan trọng là tử tế với mình không chứ anh.
Đúng rồi, phải nói rõ câu đó nha. Nghĩa là chứ có nhiều người tử tế nhưng mà mình là chưa có gặp. À đúng rồi. Ừ. Cô này cũng hơi khó đây nè nha. Rồi, vậy thì bạn có cái chuẩn mực về cái người đàn ông mà bạn muốn tìm kiếm? Mình ở mỗi giai đoạn sẽ có một cái chuẩn mực khác nhau. Ừ. Giai đoạn hiện tại trước tiên thì em thích một người con trai hơn em. Giống như là phải cao hơn em nè, giỏi hơn em và phải xấu hơn em. Cái gì đó? Là sao? Tự nhiên phải xấu hơn em là sao? Tại vì khi em đi kiếm một người nào mà người ta xấu hơn em sẽ cảm giác là em tự tin hơn và người em cũng sẽ được người đó thương nhiều hơn, không phải giữ nhiều. Rồi, còn người ta đẹp hơn mình giữ nhiều mệt lắm chị. Từ xưa giờ tôi thấy ai yêu người yêu cũng muốn người yêu đẹp, ai khen người yêu mình, có cô này tức quá, tôi coi cái mặt cô này coi. Gì kỳ cục vậy trời? Kỳ lạ vậy. Bây giờ người ta nói con trai đẹp thì có thể là đã yêu nhau hết rồi, hoặc là người đẹp thì thường đa tình nếu mình giữ không được, cho nên thích xấu hơn em. Thích xấu hơn để người ta chê chồng mình. Ai chê thì mình không quan tâm, chỉ cần mình thấy người đó tốt với mình là được. Cô này có yêu cầu lạ lắm nha. Chỉ cần tốt thôi, nó ngắn gọn là cần tử tế và tốt thôi. Rồi. Vậy thì cái mẫu người mà bạn không thích? Em không thích đàn ông nói xạo nhiều quá. Không thích đàn ông mà cơ bắp nhiều giống như là sáo muối vậy đó. Gì tùm lum vậy? Chị nói thiệt, chị không. Ồ, bà nói yêu cầu xấu luôn. Không có đồng ý cái quan điểm mà kiếm cái người xấu nha. Dạ. Người đẹp vẫn tử tế như thường. Ờ, mình đi chung với người đẹp mình mới thấy đã chứ, hãnh diện chứ, sao tự nhiên kiếm người xấu vậy trời. Cô này lạ quá. Bên kia có nhu cầu lạ quá. Quay qua coi. Dạ em chào chị. Xấu quá. Thôi đừng có chớp chớp, không cần chớp cũng đủ xấu rồi. Cứ gần kiếm phèo vậy. Xấu này không có xấu mà hơi lạ luôn, lạ. Gồng tay có cơ bắp không? Không. Bụng mấy muối? Bụng có 1 muối à. Cái này tôi thấy có nửa muối à. Tuần có 3 ngày thể thao vậy ơi. Thể thao gì, môn gì? À, cầu lông, bóng đá với võ. Cầu lông, bóng đá với võ. Mày có tướng vậy đó hả? Dạ trời ơi, vừa được vậy nó tướng vậy chứ hôm trước nhìn gần gần lên rồi. Cô bên này có mô đen dữ lắm luôn, có thích người bạn gái mình diện ăn diện. À, quan điểm của em là khi nào mà cái sản phẩm nó ra là nó chắc xám tí tệ của em. Em chỉ muốn cái người nào mà người là đẹp nhất trong lòng em là người sẽ mặc đầu tiên cái đó. À, người ta đẹp đi ngoài đường mình có sợ người khác cua bạn gái của mình không? À, cái gì của mình thì đi đâu suốt đời là nó người của mình thôi ạ. À. Đó là quan điểm. Rồi đồng ý. Đó, thấy chưa? Bạn phải tự tin lên, mình đẹp kiếm trai đẹp đi luôn, một cặp đôi. Đầu kia lạ quá, xấu. Tự nhiên lựa người xấu. Kỳ cục. Tôi hỏi là cái mẫu người lý tưởng của bạn trai thế nào? À, em thì nói chung là làm bên ngành làm đẹp cho mọi người thì nhưng yêu cầu của em là phải có hình thức, có dáng. Giờ bạn cưới vợ là bạn cưới vợ làm mà người mẫu. À, nếu mà kết hợp với hai càng tốt, nếu không có thì mình làm mẫu cái cũng được. Chúng ta kéo màn lên đi. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Nó chưa thấy gì lấy hoa rồi. Người ta làm nghệ thuật, người ta cá lăng vậy đúng rồi. Thảo đang làm bên ngành gì? Dạ em làm bên giải quyết khiếu nại anh. Để coi mình có khiếu nại không, nhờ giải quyết. Thời gian thì mình làm việc là làm giờ hành chính hay là làm như thế nào? À, dạ em làm giờ hành chính. Hành chính hả? Dạ. Vậy nếu như mà sau giờ hành chính có nghĩa là mình thảnh thơi, mình không có làm gì đúng không? Dạ đúng rồi. Sau giờ hành chính là ở không, rảnh. À ở không, rảnh. Tại vì chị chắc tưởng như cầm sẵn 2 cái vé xem phim rồi. Dạ. Mà nếu mà anh đi xem có một mình hay nữa buồn quá. Dạ. Chắc chắn là phải rủ em theo rồi. Dạ. Chắc lẽ là em đồng ý đúng không ạ? Trời. Nhanh giữ tâm sự chút đi. Dạ. Cái sở thích của cô Thảo là Thảo hay có thích đi du lịch, đi phượt hay là đi lang thang đó gì đó không? Thì giống như là em thích đi dạo phố nè, em thích đi shopping, em thích thời trang, em thích chụp hình. À, ví dụ như em đang quen một bạn trai, vô tình một ngày đó người ta làm ăn kinh doanh, người ta bị mất hết, không còn gì, chỉ còn là một con người yêu em nhưng mà người ta không có về khả năng về tài chính, hỏi lúc đó em còn yêu người ta không? À, khi mà mình đã yêu rồi thì dù như thế nào mình cũng yêu, cũng nguyên nói là mình san sẻ với nhau. Với nếu mà trước khi mà người ta kinh doanh thất bại thì như anh nói người ta đã có một cái thời kinh doanh thành công thì lúc đó mình cũng đã shopping nhiều rồi, nên tới giai đoạn đó mình sẽ ngưng. Mua đủ rồi, mua đủ. À, lúc đó là mình sẽ đi quyên góp và đi bán ra để mà lấy về xài đúng không? Đúng rồi anh, cái đó mình có thể là bán lại để mình tìm cái vốn kinh doanh nữa. Bây giờ hai bạn này lấy nhau ai giữ tiền? Chắc chắn là phụ nữ đó chị. Em giữ tiền cũng được chị. Nếu mỗi người có một câu nói về nhau, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút 2, 3 bắt đầu. Em nhớ câu nói của anh nãy nha, anh có 2 cái vé xem phim gì có tường lát tặng á. Em lại thích anh nói với em là nếu như mà sau này tự anh mua anh mời em đi thì nó tốt hơn là của cái chuyện đó là cái chuyện của ngày hôm sau, còn mình muốn ngày hôm nay. Còn cái cho chuyện mỗi người nói một câu à, nữa bấm chuông rồi thì anh sẽ biết hết giờ. Rồi chúng ta để tay vào nút bấm.
Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ kỹ nha. 1 3 đi anh. 2 5 5 không bấm á. 4 3 Hết giờ. Đây ra đây. Hai chị rất là bản lĩnh. Cặp này đến với nhau rất là nhiều điều lý thú và hấp dẫn đây. Trước tiên chúng ta có thể nắm tay nhau. Có điều kiện chứ mới tặng vé, chứ phải muốn tặng là tặng. Còn nắm tay có vé. Đúng rồi. Vậy nắm hai lần có được hai lần gửi vé. Gửi tặng bạn thỉnh chiếc vé xem phim. Đi quên hỏi mất tiêu rồi. Dạ, bên đây tới 1m70. 1m70 thì cũng được hay ha. Dạ. Rồi, có cái điểm nào mình không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích. Thứ nhất là nói nhiều. Dạ thứ hai nữa là trễ giờ. Ngoài cái đó ra còn cái gì đặc biệt nữa không hả bạn? Dạ là không hút thuốc. Có thuốc không? Dạ không, chắc chắn không. Vậy được rồi. Có một cái là phải nuôi bên này hơi cực, bên này ốm quá. Rồi phải nuôi phải cho ăn mà dữ lắm. Không biết bạn trai có đủ kiên nhẫn hay không thôi. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ em là Nguyễn Công Chiến. Và hiện em là 29 tuổi. Và làm cho công ty Netcap ở quận 3. Không mái tóc lạ không nhỉ? Tự tạo hay là nó nhỏ lớn vậy? Dạ, hồi nhỏ giờ nó vậy đó. Nó vậy đó hả? Dạ. Lạ à. Tao tôi thực sự tò mò rồi đó nha. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Rồi, chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Trần Thanh Trúc. Năm nay em 24 tuổi. Giọng trầm quá vậy? Dạ. Trúc hiện nay đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang làm nhân viên giám sát tại một công ty nhựa của Nhật. Giám sát là giám sát về vấn đề gì bạn? Dạ, giám sát về quy trình sản xuất đó anh. À, tức là kiểm tra về kỹ thuật đó hả? Dạ, kỹ thuật rồi nội quy hay là phòng cháy chữa cháy hay là lao động như là em kiểm tra hết. À, bạn làm như vậy tôi nghĩ rằng rất là khó tính đúng không? Thì trong công việc thì mình phải nghiêm túc thôi, nhưng mà ngoài đời thì mình rất là vui tính. À, vậy mình có cái sở trường, cái tài gì không bạn? Dạ, sở trường của em là ca hát chị. Vậy hả? Rồi thôi bây giờ hát một khúc đi cho buổi chiều ngày hôm nay vui vẻ lên. Đúng rồi, cho vừa tặng em. Từng vòng tay trao hơi ấm rộn ra đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mai nắng say tình giấc ngập lối nắng lên qua hàng cây gió mơ màng đùa là lời đàn bướm bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên. Giọng trầm rất là hay, giống rất giống Dầu Hồng Ngọc. Người ta có sở trường hát vậy, bạn có sở trường gì không? Dạ, sở trường cũng ca hát. Rồi làm đáp bài luôn. Em là người miền Trung, chắc em hát về bài miền Trung. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương, cho nhân đôi lời dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Quá hay. Bạn Trúc cảm nhận như thế nào? Bạn hát hay à? Hát hay. Dạ. Hay nhưng mà bạn nhìn cái mặt của bạn thấy hay hơn nữa. Làm tò mò hoài lắm, từ từ lắm. Trong cái ghét Hoàng Hoàng lên thử coi. Người hỡi coi. Người hỡi. Em cứ chụp cái hình tôi gửi qua kia. Người hát lại cho người hỡi chụp hình tôi gửi. Người hỡi coi. Người hỡi lại chụp hình tôi gửi qua kia liền. Hai ba. Hỡi nào. Hồi nãy mới hay. Thôi ơi. Ấn tượng quá ha. Bên đây mình đã thấy giọng bạn nữ trầm là ấn tượng rồi. Mà không ngờ giọng bên đây ngọt ngào quá sức luôn. Tôi cũng miền Trung nên tôi nghe hát thì miền Trung ngọt quá. Phải qua coi liền luôn. Hai người này về kết hợp đi hát bán vé được á. Được à. Vé sớm còi đồng lắm mà. Nói nghe nè. Hát là văn đề điểm văn nghệ là được điểm rồi đó. Dạ. Bây giờ thích người con gái thì sao? Dạ, người con gái thì cũng trắng này. Nói chuyện cũng vui vẻ. Và đặc biệt là tính biết lo nghĩ và biết lo lắng cho gia đình. Vì ngoại hình thích ốm như mình, thích mập bự. Ú hơn chút xíu. Ú hơn chút xíu ha. Ví dụ mập ú nhiều chút, chịu không? Ú quá thì cũng hơi quải. Sao vậy? Ú cỡ nào được? Ủa sao quải? Sao quải? Quải sao? Quải là nó đồ sộ quá. Đồ sộ quá. Nhưng mà người ta tốt, người ta yêu thương mình, người ta chân thành.
Nhưng mà có cái tính vậy em cũng chịu ạ. Chịu không? Chịu. Chịu ạ. Bạn nghe hết rồi gì? Dạ. À, bạn thích người bạn trai như thế nào? Dạ em thích mỗi người bạn trai của em là cao hơn em khoảng từ 1m67 đến 1m7. Dạ. Tại vì em cũng cao hơn 1m6 rồi chị. Anh kia nãy cao như quên hỏi mất tiêu rồi. Dạ, bên đây tới 1m70 vậy. 1m70 thôi cũng được hay ha. Dạ. Rồi, có cái điểm nào mình không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích, thứ nhất là nói nhiều. Dạ thứ hai nữa là trễ giờ. Ngoài cái đó ra còn cái gì đặc biệt nữa không hả bạn? Dạ là không hút thuốc. Có thuốc không? Dạ không, chắc chắn là không. Vậy được rồi. Có một cái là phải nuôi bên này hơi cực, bên này thì ốm quá. Rồi phải nuôi phải cho ăn rồi dữ lắm. Thì không biết bạn trai có đủ kiên nhẫn hay không thôi à. Dạ cũng cố gắng tới còn vậy rồi. Bạn không thích gì ở người phụ nữ? Hút thuốc, gái mà hút thuốc à. Hút thuốc? Dạ. Gì nữa? Gì? Suy nghĩ đi mốt rồi nói. Khó khăn quá vậy. Suy nghĩ đi mốt rồi nói ha. Trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì hình như không có. Nhưng mà chỉ thoáng qua một thời gian ngắn thôi. 29 tuổi mà chưa có mối tình nào hết. Dạ đúng rồi. Dạ có vấn đề gì không ta? Dạ cái vấn đề thì không có gì ơi. Nói chung là em cũng nằm tính quá. Con gái nếu mà thấy thích mà không dám thổ lộ là tụt tay rồi. À tức là nhút nhát đúng không? Dạ. Trúc quan điểm như thế nào về tình yêu? Dạ hồi đó giờ em chỉ toàn thích đơn phương người ta thôi. Nhưng mà em thấy như vậy thì nó không hay lắm. Đúng rồi. Rất là buồn. Nên em cái quan điểm của em là tình yêu phải đến từ hai phía thì mới mang lại sự hạnh phúc. Đúng rồi, mình yêu mình phải được yêu lại, nó phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Hôm nay bạn có đi thêm với người thân không? Dạ có ạ. Có anh chị và anh chị ruột á hả? Anh chị ruột. À chào chị. Chào anh Dương Linh, chào chị Cát Tường và chào bà. À chào chị. Nãy giờ qua cuộc trò chuyện như vậy thì chị cảm nhận thế nào về cô gái bên kia? Nói chung bà ngồi cũng xinh xắn. Có một cái là nói chung là chắc phải giảm cân tí nữa. Ủa có người nhà bạn nữ theo không? Dạ nay em đi ba mẹ em không có biết. Tốn ba mẹ đi hả? Dạ em đợi chừng nào mà thành công có bạn em mới dám nói ạ. À. Mà không ai theo ủng hộ mình. Dạ có mấy chị bạn đồng nghiệp. Chào mấy chị. Dạ em chào anh Duyên Linh là chị Cát Tường ạ. À. Bạn thấy cái anh bên bển là có anh Chiến đó là có phù hợp với Trúc không? Dạ thì theo em nghĩ thì bạn trai này rất là vui vẻ, hợp với tính cách của bạn Trúc. Cảm ơn bạn. Sao để, Linh? Để tôi xem thử xem ơi. Nãy nghe nói chị này cần giảm cân hả? Chào anh. Chào em. Giảm không? Không sao đâu, anh này lo hết được. Chúng ta sẽ kéo màn lên để cho hai bên gặp nhau. Kéo màn lên. Đã yêu nhau rồi thì không ngại bất cứ điều gì cả. Quan trọng là mình cùng giúp nhau để phát triển thôi nha. Dạ. 2 phút gặp nhau bắt đầu. Dạ, chào anh. Chào. Anh thấy em sao? Thì em cũng... Bông. Rồi, cảm ơn em. Nhắc anh bông. Anh thấy em nói chuyện được. Vui. Khuôn mặt dễ là được rồi. Khuôn mặt được rồi, cái dưới khuôn mặt sao mình tổng thể dục. Vậy em có cái này hỏi anh, ví dụ như mình đi chơi chung với nhau á, anh có ngại người ta chọc mình là số 10 không? Bình thường, không sao. Hỏi ảnh có cần em giảm cân không? Thấy em cần nên giảm cân thêm miếng nào? Nếu mà yêu nhau chắc giảm cân từ từ. Giảm cỡ bao nhiêu cân? 5-7 kg được rồi. Là cái đó cho em làm được. Anh với em mà quen nhau á thì em sẽ giảm cân, còn anh chắc phải tăng cân thêm miếng nữa. Đó điều chắc tất nhiên rồi. Trong tình yêu em nghĩ như thế nào? Người đó là phải thương em. Hai nữa là tính em còn hơi con nít á. Nó cũng dễ giận nhưng mà rồi nó cũng dễ cho qua. Nên em chỉ mong cái người mà biết bao dung những cái lỗi lầm của em hay là những cái giận hờn nhỏ nhặt của em. Mấy cái điều đó anh làm được hết. Hai người song ca thử đoạn có hợp không? Em thì hát nhạc sớm không ạ? À? Nên thuộc bài sầu cuốn thiệp hồng không? Mới đầu vô sao ta? Ai biết hỏi ổng rồi. Thôi anh thuộc bài về đâu mái tóc người thương không? Một hai câu. À, ba. Vô nha.
Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên em. Thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi. Đường hoa vẫn chưa mở lối. Hợp, rất là hợp. Bấm nút thôi. Có sâu luôn. Bây giờ là 3 tiếng đếm nha các bạn, suy nghĩ xem có bấm nút để hẹn hò với nhau hay không. 1. Suy nghĩ nha. 2. Tôi dựa ba một cái là nhìn thấy hai cái tay nhắm vô kịch liền luôn. Bất phân thắng bại, không biết bên nào nhanh hơn nữa. Này cũng số 10 á. Hai bạn nắm tay nhau cái đi, coi nó cảm xúc như thế nào. Ok. Nhìn thấy đi. Thấy sao Mặt chút xinh lắm chứ bộ. Xinh lắm. Ừ, có hai đồng tiền điếu nè ha. Con này có cái dù ghét không à. Da trắng mịn màng à, có điều nhớ anh nó giảm 5-7kg ha. Cái đó à, sang qua cho ảnh. Không cần giảm luôn, để đi, số 10 nó mới lạ. Bạn nào? Rồi, cảm ơn. Dạ, em đồng điểm à, em 42 tuổi rồi. Tuy là em chưa có gia đình, nhưng mà nếu mà hợp nhau á, tìm hiểu hợp nhau á, thì anh có nghĩ là sẽ sinh thêm con hay không? Mà với em thì em nghĩ lớn tuổi thì em không biết là như thế nào, cái đó là em không biết. À, giờ đó là chút xíu hai đứa bạn. Chút xíu hai người bạn hỏi nha. Ngồi trực tiếp bàn với nhau luôn. À dạ. Rồi. Bạn gái đi với ai? 50 mấy cũng có gia đình cũng có con được, yên tâm. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ dạ chào mẹ. Mời mẹ. Rồi, chào bác. Bây giờ thì anh có thể giới thiệu về sơ sơ về lý lịch trích ngang của mình cho nhà gái nghe đi. Dạ, em xin chào anh Viện Linh và MC Trịnh Hồng Vân, khán giả trường quay. Em tên là Phạm Vĩnh Tuấn, sinh ra và lớn lên ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Em nói lớn lên chút được không cưng Tuấn? Làm việc tại tại nhà luôn. Bây giờ nói lớn lên một lần nữa nè, dạ, cho bên kia nghe luôn nha. Dạ. Rồi, dạ, xin mời. Dạ, em tên là Phạm Vĩnh Tuấn, sinh ra và lớn lên tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tuấn bao nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 78, năm nay 43 tuổi. À. Tuấn hiện nay làm ở Khánh Hòa luôn hả? Dạ, em làm việc ở nhà. Gì? Dạ, em sửa xe máy làm tại nhà. À, tại nhà rồi mở cửa hàng và sửa xe máy luôn. Dạ. Đây là cái công việc, cái nghề mà có thể nuôi sống ta hoài hoài luôn á. Bởi xe máy, lượng xe máy rất là nhiều ở Việt Nam ha. Dạ. Ồ, là Tuấn vô lúc nào? Tuấn vô... Dạ. Em đang ở Khánh Hòa luôn hả? Dạ, em ở Cam Ranh á, Khánh Hòa, Cam Ranh chị. Vậy đó hả? Là em mới vô á hả? Dạ, em mới vô hồi tối. Ồ, vậy á. Rồi. Rồi, còn cưng, em nói đi nào. Em giới thiệu về mình đi. À, dạ, lời nói đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang có mặt tại phim trường hôm nay. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Em xin chào anh Quyền Linh và anh bạn trai bên kia. Chào em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thu Sương, em 42 tuổi. Dạ, hiện tại công việc của em là em bán đồ ăn sáng. À, bún thịt nướng, nem nướng với lại cơm sườn à, và em bán nhiều món ăn lắm. Nếu như khách alo trước thì em sẽ ship tận nơi ạ. À, chẳng hạn như là bò nướng lá lốt, lỗ tay heo và tất cả. Em bán ở đâu nè? Dạ, em bán ở kế bên Ủy ban Nhân dân phường Linh Xuân. À, dạ, ở Thủ Đức đó, dạ, Linh Xuân, Thủ Đức, dạ. Gần nhà chị để chị order nha. Dạ. Số điện thoại? Dạ, số điện thoại của em là 0907 838 606. Thì chị gọi trước cho em để em chuẩn bị cho chu đáo. Rồi, 0907 dạ. 0907 nói 838 606. 0907 dạ. 838 606. Em có dạ. ship đi Khánh Hòa không? Rồi, bây giờ thì mình nói một chút về ưu khuyết điểm rồi. Đi nghe. Dạ. Ưu khuyết điểm đi. Dạ. Ưu điểm của em hả? Thì nào giờ em chưa bao giờ tự khen mình. Hôm nay thì em thấy thì em rất là thích nấu ăn, thích vào bếp. Dạ, em thường xuyên lên YouTube đó,
em xem món này món kia rồi em làm. Có khi á, em làm cái món bánh này mà cuối cùng cũng thành bánh kia. Nhưng mà em vẫn thích làm. Em làm chừng nào được thì thôi. Hôm nay em cũng có chút món rau câu để chút gửi cho anh ăn lấy Thảo. Dạ, không có dành riêng cho anh chị nữa. Nhưng mà không có được mê lên đây. Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi gái còn cái khuyết điểm thì sao? Dạ, khuyết điểm của em thì em nghĩ là em hơi nóng tánh. Tại vì nếu mà em nghe cái gì đó người ta nói không đúng mình, hoặc là cái gì đó mình thấy không hài lòng thì em hay nói. Nói lại liền. Nói lại liền. Em thấy là em cũng đang khắc phục. Tại vì cái tánh của em sống á, chủ yếu là thật thà. Nghĩ sao nói vậy. Mình cứ sống thật đi, đừng có giả dối. Dạ. Mình không có kềm hãm được cái cảm xúc của mình. Dạ. Thì, bực là phải bực đúng không? Dạ, nhưng mà em thấy cái đó thì cũng không có hay lắm. Em cũng cố gắng em kiềm chế lại. Dạ. Rồi. Xin mời nhà trai ạ. À. Ưu khuyết điểm của mình nói cho nhà gái nghe. Dạ. Ưu khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính. Nóng tính luôn. Dạ. Có tật xấu là khuyết điểm là hay hút thuốc. Hút ngày thuốc. Nửa gối. Ừ. Rồi với hơi bị giận lẫy. Bị gì? Giận lẫy hả? Nhiều giận lẫy hả? Dạ, lúc giận cứ ưu điểm là biết nấu ăn, làm công việc nhà. Ví dụ như điện nước, đồ gia dụng làm được hết. Và nấu ăn nhiệt tình, hòa đồng. Thể dục thể thao cũng có. Nóng nhất á là Tuấn làm gì? Dạ em nóng nhất là em không có đánh ai, em làm gì em chỉ thấy cái chân gì em đé chân em vô cái đồ đó, đầu chân em nha. Để cho là để cho nó hết nóng nữa hả? Dạ. Gặp cái gì nóng rồi đá vô cho nó hết. Cái này cũng được. Dạ. Kiếm đá nào cứng cứng nha, đừng có đá mềm mềm nha. Hay cũng hay đó chứ. Dạ. Tức là mình sẽ tự mình làm đau để mình tỉnh lại, mình dạ. không nóng nữa. Dạ. Cái này cũng là một phương pháp. Rồi. Bây giờ cái đường tình duyên của mình sao nè? Dạ, đường tình duyên của em hả? Thường thì người ta nói là mối tình đầu là mối tình dang dở. Nhưng mà thường thì đến 18, 19 tuổi hoặc là 20 hay mấy. Còn với em thì 39 tuổi. Dạ. Mới là mối tình đầu? Dạ, mới là mối tình đầu. Rồi em cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng gần một năm rồi chia tay. Rồi xong em quen một bạn mới cũng tìm hiểu cũng một năm rồi cũng chia tay luôn. Đến nay là 3 năm. Dạ. Có nghĩa là em mới biết yêu năm 39 đó. Dạ đúng không rồi. Mà năm nay là em 41. Dạ 42. À 42. Dạ. Em chia tay 3 năm. Chia tay 3 năm rồi. Có nghĩa yêu 2 năm rồi xong rồi làm biến yêu quá nghỉ luôn. Dạ tại vì hay là em thất vọng hay là em cảm thấy em không em muốn cũng yêu có, nữa. Cũng có chút không còn tự tin. Tại vì em thấy em thấy là em quen sai cái người đó, cũng như là, gọi là lăng nhăng đó chị. Dạ. Là em thì cái tính em nghiêm túc. Thí dụ như quen là phải quen rõ ràng, không hợp thì chia tay. Chứ em không thích là không thích quen một nhăng. Lần hai ba người. Không thích bắt cả hai tay. Dạ, rồi lý do chia tay là như vậy. Dạ. Ok. Rồi xin mời nhà trai ạ. Đường tình duyên của Tuấn thế nào? Dạ em thì cũng có một đời vợ ly hôn cũng năm 2010. Là 11 năm rồi. Dạ. Có mấy người con rồi Tuấn? Dạ một cháu, con sinh năm 2004. 2004. Dạ. Là mười mấy tuổi rồi đó. Dạ, trai dạ. hay gái? Dạ một cháu gái. Bây giờ ở với ai? Dạ ở với mẹ. À còn Tuấn ở Khánh Hòa là ở với ai? Dạ em ở riêng mình. Riêng mình. Dạ. Ở nhà riêng hay là? Dạ ở nhà riêng. Nhà riêng luôn. Dạ. Ba mẹ ở gần đó không? Dạ ba mẹ cũng gần. Rồi bao lâu mới gặp con một lần? Con thì lớn lâu lâu thì nó về thăm ba, khoảng thí dụ như chủ nhật hoặc thứ bảy thì cháu với con có về, còn có nhảy nghỉ học thì nó chạy xe. Nghĩa về. Là Tuấn ở một mình mười mấy năm nay rồi. Dạ. Rồi, đó là đường tình duyên các bạn. Bây giờ nhà gái, bạn muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình thế nào? Có thể chia sẻ cho bên đây để xem được dạ. không? Dạ, thường thì... ông bà xưa người ta nói là trời dạ em chào anh. À ông bà xưa người ta nói là cái gì cũng phải tùy duyên. Nhưng mà lên đây thì em cũng phải nói một vài ý là anh đừng có gia trưởng. Nhưng mà thường thường cái gia trưởng là nó phụ thuộc cũng nhiều yếu tố lắm. Nóng tính nè, rồi có chút ích kỷ nữa.
Đó thì em rất là sợ. Sợ phải cái nói đó. Là em ám ảnh. Rất ám sợ ảnh luôn. Dạ. Có gia trưởng không? Anh không có gia trưởng đâu em. Mà anh cái tính anh nóng cũng dễ lắm em. Mỗi lần anh nóng là em cứ đưa con gối bông là anh đé là xong hết rồi. Em đừng có đưa cái ghế hay cái tivi là được rồi. Dạ. Con gối bông quá. Dạ nhưng mà anh bắt buộc phải làm hành động đó. Không, cái đó thật sự nóng quá đó. Người ta có thể làm cái gì đó với một cái gì đó, cái cây cái gì đó, thì cái điều này nó cũng sẽ xóa đi bớt cái nóng. Nhưng mà em nghĩ là ví dụ như đập đồ á, đập đồ thì em cũng thấy không có hay. Này anh đâu có đập đâu. Anh đá lỡ, anh đá vô anh cái cây vô gì đó. Cái truyền hình hay là cái nhiều cái đá làm vô cái gì hình đó, đâu. Công dạ, sức không, mình làm vô ra cái mà chân mình đau phá cho đau chân mình rồi nhé. Anh đá vô cái cây cái gì, cái gốc cây cái gì nó cho nó đau chân thôi. Thôi, nếu mà đau chân anh thì cũng đau lòng em, đừng làm vậy. Em nghĩ là em nghĩ là anh giận á thì anh nên đi đâu đó đi. Đi đâu đó đi. Chứ tại vì hai em nghĩ là em cũng nóng tính mà anh cũng nóng tính. Phải hai cái đó mà đụng nhau chắc chết. Cho nên lúc xíu là hai em... người bàn với nhau. Dạ. Bàn thường á có người ta nóng tính ta hay ăn á. Ăn nhiều quá thì hiểu rồi ha. Dạ. Thì giống như Hồng Dân chỉ nóng là chỉ ăn thôi. Hồi nào vậy đơn đặt nữa. Tôi kiện ông á nha. Ông bị gì vậy? Cái này sao gì chiếu sao bị đơn đặt quá trời. Còn em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, một nửa yêu thương của em á thì được một nửa như anh Huyền Linh là hạnh phúc với em rất em là biết nhiều. Ông có cái gì ông biết, dạ, em biết ông có cái gì mà em đợi nữa. Anh Huyền Linh là ông nóng tính là ông cũng hay giọng một cái gì đó đó, cái rào này nè làm lại hai ba lần đó. Nếu mỗi mà... lần ông mực chị đó là ông đá mà rớt hết mấy cái nhụy ở đây luôn. Dạ trời thôi, nếu mà nếu mà không kiềm chế được cái bực tức đó thì cố gắng châm chế đi, tại vì không đánh mình là được. Dạ đừng đụng tới mình là được, tại vì em rất sợ đòn. Nhưng mà bây giờ cái điểm yếu của em sợ đòn á, thì mai mốt đừng ăn hiếp em nha. Đừng có thấy cái điểm yếu của em như vậy rồi cái tao quýnh mày nha, tao quýnh mày đó. Đó để, em để, rất để là chị, sợ, chị coi rất thử. Là sợ. Đối tượng nam bên đây là coi có cái người trai người ta hiền á mà nha. Dạ. Người trai coi vậy chứ hiền khô à. Ờ ơi, cái này là em chắc em không bao giờ mà gọi là gì đó làm đau đối tượng trước mắt đâu ha. Dạ. Có đau bản thân thì có đúng không? Dạ. Hiền hiền khô à. Thường á mấy người mà người ta có cái xu hướng tự làm đau bản thân á. Lên tên gì em quên rồi. Tại vì người ta sợ cho nên người ta mới không làm điều đó. Yeah. Ta mới tự hành bản thân mình. Yeah. Nhưng mà mình mà thương chồng mà chồng mình vậy á chịu không có nổi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đúng rồi. Em thấy đứt ruột chưa? Dạ. Yeah. Em đau là cổ đau hơn. Dạ. Yeah. Thấy thương ha. Dạ. Yeah. Bạn gái bên đó tên gì quên rồi. Dạ em tên Sương nhưng mà tên Nhung là cũng từ bé luôn. Tại vì cái bây Sương giờ muốn đọc tên là Sương hay là Nhung? Dạ kêu cái nào cũng được. Sương đi. Anh muốn kêu cái nào cũng giọt Nhung Sương cũng được. Dạ. Mà Sương cũng được. Dạ, dạ. Sương Nhung. Em nhớ tên bạn bên đây không? Anh 44 á chị nhớ tuổi thôi. Anh nói anh 43. Anh sinh năm 78 lớn anh em là tuổi. À, anh tên Tuấn. Là Tuấn. Dạ. Dạ. Bên kia là Sương nha. Dạ. Sương. Tuấn Sương. Dạ. Ừ. Rồi à, em muốn cái người bạn gái của mình á có một cái ngoại hình như thế nào không? Em có một cái ngoại hình cụ thể nào mà em mong muốn người bạn gái của mình giống vậy không? Dạ, yeah, em thì ngoại hình của bạn gái thì sao cũng được, dễ nhìn và gọn, dễ nhìn thôi chứ cũng không có đòi hỏi gì mà cao thấp hay gì hết, vừa người được thôi. Dạ. Yeah. Nãy giờ nghe tâm sự cái ưu cái khuyết của bạn này thì thấy là có phù hợp với mình không? Dạ, yeah, em thấy cũng phù hợp đó. Cũng phù hợp. Dạ. Anh nói thật nha anh nói thật lòng nha. Thật mà. Dạ. Em về với anh em ở em sẽ biết mà. Dạ. Nhưng mà anh cũng phải rộng rãi tí nha. Tại vì okay, em rất em sợ người đàn ông keo kiệt các chị tính toán. À, dạ. Tức là mình sợ mình xài lớn không? Có nghĩa là mình dạ. có keo kiệt không? Dạ không, không ki bo luôn chị. Không ki bo luôn. Dạ. Dạ. Không anh có chửi thề không? Có chửi thề không em? Có lâu lâu không có một cái nói hai cái lên dạ, chửi hoài dạ, chứ gì dạ. ví dụ như lâu lâu mà có chửi miếng chứ đừng có mở nói đàn câu cái chửi không cái chửi thề chửi anh dạ. Là chửi vui em chứ dạ. Không phải là chửi cái chửi vui á dạ. Anh hai đứa đang vui cái chửi đúng thề. Rồi dạ chửi vui vậy á chứ không phải là chửi. Sáng nay Hồng Dân mới nói xấu tôi hoài nha thì đó thì bị đơm đặt nó tức vậy đó Linh, người ta không có cái đơm người ta hoài cho nên là tôi cho ông biết cái cảm giác đó đó, hiểu không? Rồi em đi với ai? Dạ em đi với anh trai và bạn thân. À trời ơi đây biết giống là anh trai giống ha. Quá. Ừ.
Mời anh trai. Chào MC Viện Linh và chào chị Hồng Vân. Em là anh trai của bạn Tuấn. Nhìn qua đây thấy bạn nữ cũng rất là dễ thương, được. Và bạn cũng chưa có gia đình thì mình thấy cũng ok. Rất mong là hai bạn cho nhau cơ hội để mà tiến tới. Cho giờ tuổi này thấy cũng lớn lắm rồi. Lớn rồi đúng không? Dạ. Cho nhau cơ thì hội ha. Có cuộc sống và gia đình nó sẽ ổn định hơn. Rồi cảm ơn dạ, em còn điểm. Em 42 tuổi rồi. Tuy là em chưa có gia đình, nhưng mà nếu mà hợp nhau á, tìm hiểu hợp nhau á, thì anh có nghĩ là sẽ sinh thêm con hay không? Và với em thì em nghĩ lớn tuổi thì em không biết là như thế nào. Cái đó là em không biết. Cái đó là chút xíu hai đứa chút bạn. Chút xíu hai người bạn hỏi nha. Dạ. Ngồi trực tiếp bàn với nhau luôn. À dạ. Rồi. Em bạn gái đi với ai? 50 mấy cũng có gia đình, cũng có con được, yên tâm. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ chào mẹ. Mời mẹ. Rồi. Chào bác. Mời mẹ phát biểu đi ạ. Hello. Tôi xin chào Quyền Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ. Tôi cũng cũng lớn tuổi rồi. Mà bữa nay được chương trình cho phép lên ngồi đây thì tôi thấy cũng là rất là hân hạnh. Đó, tôi xin chào tất cả quý vị có mặt trong cái trường quay bữa nay. Dạ. Theo mà tôi nhận xét hồi nãy giờ thì theo sự suy nghĩ thành thật của tôi thì tôi cũng để là tùy ý con nó lựa chọn. Tại vì nó cũng hơi đứng tuổi rồi. Thì cái nguyện vọng là cầu nguyện cho con nó gặp được cái đối tượng cho nó hợp, rồi có phúc hậu, nó lo làm ăn, nó biết thương vợ con, lo gia đình, lo tương lai. Là hai đứa mà nó sau này mà nếu mà tùy theo duyên tiền định đó, là bữa nay gặp nhau thì bậc làm cha mẹ là muốn cho con mình nó được hạnh phúc, nó lo nó đồng vợ đồng chồng mà tác biển đông cũng càng nó ở với nhau được cho tới già. Nhưng mà mẹ thấy bạn bên đây mẹ ưng mắt không? Thì bây giờ thấy là thấy vậy chứ, nhưng mình cũng đâu có biết ngày mai nó ra làm sao. Giống như cái bản nhạc mà kết sera đó. Vậy là coi như để tùy cho con ha. Tùy hết, tùy cơ duyên của trời định. Con thương ai là mẹ ủng hộ ha. Dạ. Nhưng mà đây có gia đình rồi, bác có ngại gì không? Cái đó thì cũng còn để hai đứa nó thời gian nó tìm hiểu với nhau. Chứ còn bác làm cha mẹ thì cứ nói chứ. Cứ con nó thương ai thì mình thương người đó thôi. Đó, thì nó thương đâu gã đó hả? Con gái mà. Thương đâu gã đó. Rồi, cảm ơn mẹ. Yeah. Rồi. Bây giờ cho hai trẻ gặp nhau đi. Mở rào. Mở rào kìa. Mẹ. Dạ. Bắt đầu đi Tuấn. Dạ em chào anh. Anh chào dạ. Em. Hoa. Tặng quà đi nào. Anh từ xe thì cũng không về. Nó lớn lên Tuấn. Dạ. Để tặng em bó hoa. Anh căng thẳng quá, hình năm bắt tay đi để. Anh căng thẳng, anh luôn dạ bó hoa đẹp quá. Bó hoa này thật sự là rất là đẹp, em rất là thích. Mà một người thích hơn nữa là mẹ của em. Dạ. Tặng mẹ đi. Dạ anh có thể đến tặng mẹ em. Đúng rồi, dạ. Hay quá. Đẹp. Nào, đây là Tuấn. Mẹ của Sương là 80 tuổi rồi đó. Dạ. Cháu xin thay mặt dạ. Cháu tặng bác nó. Dạ. Trời hoa đẹp quá. Sức khỏe tốt quá. Dạ. 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 Đây là mẹ món để cái ly ở đằng sau. Dạ, đây là món quà của em tặng cho anh. Anh cảm ơn. Hôm nay á là em nghĩ là chắc là duyên của anh. Tại vì á em đi siêu thị á nguyên ngày á em chọn quá trời mà em không biết mua cái gì, em mua ngay cái cặp áo gói cũng màu xanh luôn. Hôm nay mặc áo xanh, em mặc áo xanh mà cái cặp áo gói này
cũng màu xanh. Dạ, cái này là tối hôm qua em làm, em có tặng cho tất cả mọi người, em tặng cho anh để anh dùng thử coi nó. Tại rau em thích dầu mía, em thích làm. Em rau câu cũng màu xanh đây. Luôn. Dạ. Mà màu xanh là gì? Màu xanh hy vọng. Để riêng một hộp cho anh, một hộp chị Vân. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Dạ. À, chắc anh vô không còn đâu, mấy nhỏ nó ăn hết. À, dạ không. Em có đầy đủ hết. Vậy chứ chi phần hết anh. Dạ, em gửi phần hết riêng Đang luôn. Đang Thúy Nga ăn hết trơn. À, dạ. Hư em với anh thì thôi anh dùng trước đi, tại đứng ra giữa ha, các bạn ra giữa đó. Dạ, tại tặng cho anh. Anh dùng đi coi ngon không. Đây để em lấy cho. Rồi, em mời. Rồi. Dạ, anh cảm nhận đó. Rất ngon. Chắc không ngon cũng phải khen ngon. Rồi ngồi đi cưng. Hai đứa ngồi lo tranh thủ tâm sự về chuyện tương lai rồi này kia. Con cái rồi đó. Dạ. Kia mấy đứa anh nhiều câu đi nha. Trang Thúy Nga, anh Dương, anh Thư này kia, Nhân này kia, Tèo rồi. Em có gì gì hỏi với anh không? Câu đi. Em nghĩ là mình bây giờ ở đây cái thời gian ngắn quá. Mà chuyện duyên nợ là chuyện trăm năm. Mình ở lâu dài về sau. Cho nên là mình không có nói được cái điều gì ở đây hết. Quan trọng là lúc gặp nhau có hợp nhãn với nhau hay không. Rồi. Thì em nghĩ nếu mà thương nhau á, người ta chấp nhận khuyết điểm của người đó hết. Người ta chấp nhận hết. Chứ bây giờ theo chương trình á, mình cứ ra yêu cầu này nọ. Thì mình theo cái bài bản thôi. Em nghĩ vậy. Dạ. Tuấn thấy Sương như thế nào? Cảm nhận đi Tuấn. Dạ. Em thấy cũng được. Cũng được ha. Quá được. Dạ. Sương thấy Tuấn sao? Hồi sớm theo em nghĩ là em kêu em nóng tính. Vậy thì khi em nóng tính là em có làm gì anh không? Em có đánh anh không? Không. Không. Tại vì em sợ bị đòn cho nên em đâu có đánh. Dạ. Em sợ cái gì là em né cái đó. Rồi. Dạ. Em thấy em nhìn anh, em nhìn anh em thấy anh cũng trầm tính đó, đúng không? Đúng rồi. Có trầm tính không? Đúng rồi. Thì anh cũng hiền á má. Con thấy anh cũng hiền á. Thật sự là con thấy anh cũng hiền. Nhưng mà cái điều mà ở xa, mẹ em thường nói thì ở xa sợ bị ăn hiếp, sợ con gái bị ăn hiếp á. Dạ mẹ rất là sợ, nhưng mà em nghĩ là chắc anh không làm điều đó đâu. Tại vì với lại khi mà em cảm thấy em cái điều gì đó mà em chịu không nổi á, thì em sẽ âm thầm em ra đi. Dạ em ra đi. Chứ em không có để cho nó tùm lên, nó gọi là nó rối lên. Tuấn nói đi Tuấn, có ăn hiếp không? Em thì em ở trong này là em ở chỗ nào em? Dạ em ở em quê của em ở Linh Xuân Thủ Đức luôn. Thì mỗi buổi sáng lúc đầu thì em định mua tặng anh cái đồng hồ á, rồi em dặn sẵn 3:30 sáng. Rồi mỗi ngày em 3:30 sáng là đồng hồ REM dậy thì em tính tặng cho anh, để anh biết là cái giờ đó mọi người đang ngủ say thì em phải thức dậy em nấu cơm em lên chợ em bán. Vì em bán tới đúng 8:00 là em dọn. Rồi về thì em khỏe thì em lên tiệm nail tóc của em trai em á, em phụ làm. Rồi đôi khi em cũng đi hát á. Em cũng đi hát, đến chùa hát hoặc là ai mời thì em cũng hát, nhưng mà em cũng kén lắm. Em cảm thấy cái tiệc đó ông bầu xô đó hiền hay như thế nào á, thì em đến em hát. Em hát văn nghệ á. Dạ, em hát bolero, dân ca đồ, anh có thích không? Anh thì anh rất thích hát, nhưng mà anh hát không hay, anh hát rất là dở. Nhưng mà anh rất thích nghe hát và anh rất anh rất thích nghe hát. Một người hát mà có một người nghe là ok. Yêu cầu đi, Tuấn thích dòng nhạc gì đó? Ca cổ hay bolero? Em thích cái hát những cái bài nào mà em thích thì anh đã thích à? Không còn thiết đâu. Dạ, nghĩa là em thích là được rồi. Dạ thì nói chung đến chương trình này thì em cũng chuẩn bị nhiều bài hát. Dạ. Có một bài em cũng tự điên theo cái bài hát là người tình đang đến đó. Bài hát là người tình không đến đó. Em chuyển lại là người tình đang đến. Với lại một đoạn ca cổ, anh có thích ca cổ. Với lại một đoạn của bài bolero vậy đó. Nếu mà anh thích bài nào thì em hát. Bài gì anh cũng thích, nghĩa là giọng hát là anh của em là anh thích rồi. Em thích bài nào em hát tặng anh. Em thích thì em cứ hát tặng anh. Vậy để em hát.
Bây giờ Tuấn đứng lên nắm tay cô gái, đứng lên hai người nhìn nhau hát đi. Em sẽ hát bài Người Tình Đang Đến. Nhìn Tuấn hát kìa, sương. Đi hát không có rung chị, thật sự đi hát không có rung nhưng mà tới đây căng thẳng quá. Trời, ảnh rung hơn con á. Ảnh rung hơn con nhiều luôn. Dạ. Tôi quên biết anh xưa một chương trình hẹn hò. Hôm nay xưa bao người ngại ngùng chỉ nói đi anh. Tình chưa thành lời vì còn ngày tình gian dối. Rồi ta đã quên nhau và cho nhau những thật lòng. Trở lại ghi nóng chúng mình không cần hỏi nhiều. Bao nhiêu ước mơ đầu rồi chìm theo nước trôi mơ. Tự nhiên cái em hay đó. Em quên lại không hay em. Dạ em xin hát lại. Trở lại ghê nóng chúng mình câu không cần hỏi nhiều. Con tim sẽ trả lời chuyện tình ta sẽ ra sao. Hồi hộp đó là cái cảm xúc thật đó. Dạ. Nhiều khi đứng trên sân khấu gì mình không có rung đâu. Hay à, Tuấn sao nói gì? Vậy ta hãy cùng đặt vào ngay nút bấm. Và sau tiếng hai ba cùng cho nhau cái bật đèn. Rồi, bây giờ nè. Em hát lại từ đầu tới cuối để chương trình thu cái bài đó nha. Coi dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhắn cái nhắn cái nút bấm. Đúng rồi. Rồi hát lại từ đầu đi nào. Hát từ đầu đây nào, bắt đầu. Tôi quên biết anh xưa một chương trình truyền hình. Hôm nay xưa bao người ngại ngùng chi nói đi anh. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Và ta đã quên nhau và cho nhau những thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường. Chị Vân và anh Linh kết duyên mình tên với nhau. Dưới là người nhà, xung quanh là khán giả. Tất cả mọi người đều nhìn về đôi ta. Trở lại ghê nóng chúng mình không cần hỏi nhiều. Con tim sẽ mách bảo chuyện tình ta sẽ ra sao. Vậy ta hãy cùng đặt vào ngay nút bấm. Chờ nghe tiếng hai ba cùng cho nhau cái bật đèn. Dạ. Hay quá. Tôi thấy sao nè, đừng nói với Sương nghe đi. Dạ, em thấy người cũng đẹp mà giọng hát cũng rất là hay. À. Mê dạ. Chưa? Bây giờ mê dạ. Chưa nè? Dạ, mê là mình nói mê à? Dạ, dạ, mê. Dạ thật sự là em chụp hình rất là an ảnh. Rất là nhiều người đeo đuổi em, nhưng mà em nghĩ là họ đến với em vì họ nghĩ là em đẹp giống như trong hình. Nhưng mà thật sự nếu mà buông cái lớp trang điểm này ra thì em rất là xấu. Cho nên là anh đừng có nghĩ là đối diện là em đẹp như vậy nha. Em không có đẹp. Em đã đứng đây là đối diện là anh đã biết rồi. Dạ. À, không phải là trong hình đâu. Dạ. Dạ. Trời. Bây giờ nói đi, bây giờ nè, xa như thế thì thế nào Tuấn? Ví dụ em như... có thể thuyết phục. Nhà Tuấn đi. Có mặt tiền đó, về đó bán cơm cũng ngon lắm đó. Ở ngoài đó làm sao. Trời, nhà anh có mặt tiền nè. Em có thể về bán cơm anh sửa xe. Hồi xưa là sửa xe máy. Nói đi Tuấn. Tuấn nói đi, Tuấn thuyết phục. Anh thì ở đó thì ở nhà thì chỉ có một mình thôi. Nhà nó cũng ngay quốc lộ 1. Dạ. Từ lúc ăn uống thì nó khổ cực, không có ai muốn kiếm một người. Dạ. Về để cho thứ nhất là ổn định cái vấn đề mà kinh tế. Thí dụ có phải có người vợ. Dạ. Đang đến đây là cũng đang cần tìm như vậy. Dạ. À. Rất là muốn, chứ không phải là đến chương trình này, nhưng mà gặp em đây là cũng là cái duyên rồi. Mong em và gia đình thầy hết. Dạ. Cái nhà đó mở nhà hàng ăn được không? Quán ăn đồ mở quán nha. Dạ, em mở quán ăn thì cũng được. Nhưng mà nếu như mở quán ăn thì em không làm nghề, tại vì
nó chỉ có 4 mét mà nó được chiều dài thôi. Yeah. Là bây giờ em đang sửa xe. Yeah. Là em mở cái tiệm sửa xe ở nhà luôn. Trước nhà, dạ. Vậy đó hả? Không sao, sửa xe còn bên đây người ta bán, người ta ship đi mà. Đó, bán online. Được. Bán cơm thì gần đó cũng mở bán ăn cũng được, cũng rất nhiều. Yeah. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Mình nói với chuyện với nhau một phút nữa nào. Cái cặp này có vẻ là thử hợp xem lắm rồi nha. Bây giờ đặt trường hợp các bạn sẽ tiến xa hơn thì các bạn sẽ như thế nào? Về Khánh Hòa hay là chúng ta về thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra thử một cái giả thuyết thử xem. Thì ví dụ như anh với em đến với nhau thì em có thích về quê Khánh Hòa của anh không, hay là em thích lập nghiệp trong này? Đó. Dạ em nghĩ là nếu mà đã theo chồng, có chồng thì theo chồng cũng được. Nhưng mà quan trọng là chồng đối xử mình như thế nào. Tại vì ba mẹ em thì thường nói dù con có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn là con gái bé bỏng của mẹ. Con có gặp khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì cứ về, mẹ chở che hết, mẹ là người tha thứ hết tất cả. Dạ cho nên là em nghĩ là theo chồng chắc cũng được, không đến nỗi. Dạ. Chắc chắn là vậy rồi. Dạ. Nhà em có mấy anh chị em? Dạ, nhà em rất là đông anh em. Anh có ngại không? Anh có ngại không? Anh đến với em chết và anh rất tôn trọng gia đình của em. Dạ. Và anh thí dụ như có điều kiện thì có thể em về quê và em anh ở riêng, hoặc là dạ, có thể nếu mà trong này đó chỗ nào kinh tế làm ăn được thì có thể ở trong này làm cũng được. Dạ. Chúng ta có thể ra riêng. Dạ. Chứ đâu phải là cha mẹ. Dạ. Thì mình tới thăm hàng ngày chứ cũng. Dạ. Đâu có ở với mẹ sức đâu. Dạ. Tự lập thì cũng lớn rồi. Dạ. Chứ... dạ nãy giờ em cũng chưa có hỏi thăm sức khỏe của hai bác. Ba má anh thì sức khỏe cũng tốt. Bác gái là sinh năm mấy? Mẹ em sinh năm 44. 44 thì anh là con thứ cũng như gần con đầu thì ba má mới có 6 mấy thôi. 6 mấy, dạ. 6 mấy rồi, được rồi đó. Nhưng mà mẹ anh sinh năm mấy anh nhớ không? Hình phải như nhớ là con năm, là phải nhớ. Dạ, hình như là sinh năm 55. Hình như 55 là tuổi mùi hả? Tuổi mùi. À 55. Dạ. Ba mẹ 68. Đây là mẹ anh trai. Anh ruột đó. Dạ em chào anh. Dạ em chào. Tại căng thẳng quá không. Bây giờ là anh thấy hai bạn cũng đã trò chuyện khá lâu. Dạ. Bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ quyết định xem có bấm nút để hẹn hò với nhau hay không. Hãy để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định cuối cùng. Nào. Dạ. Mời Tuấn để tay vào nút bấm bên tay trái đó Tuấn. Xương thấy không? Đúng rồi. Dạ. Để sau lưng Tuấn. Dạ. Ngã người xuống. Để thẳng tay lên. Đó, đúng rồi. Đó. Rồi, tôi đếm luôn nha. Đếm luôn nè. 1 nè. 2 nè. 3. Trời ơi, bấm cạch cạch hai cái liên tiếp luôn. Rồi, mời hai đứa đứng lên nè. Chúc mừng cũng nha. Nào. Mẹ ơi, nó bấm rồi mẹ ơi. Tuấn thấy sao? Bạn gái bấm rồi, nắm tay bạn gái chồng đi. Bây giờ nắm đi Tuấn, nắm tay đi. Rồi xin phép mẹ vợ tương lai. Xin phép bác là cho cháu gửi lời thứ nhất là tới đây cũng là gặp cái duyên của em Sương. Và cho cháu đến với em Sương là tìm hiểu với nhau và đến với nhau lâu dài. Đó, xúc động lắm rồi đó. Hứa gì, lâu dài nhưng mà bao lâu. Hứa với bác gì đi, hứa gì đi. Nếu mà con hứa với bác là con sẽ có thể con với Sương yêu nhau tới miết luôn. Tới miết luôn. Miết luôn, dạ. Tới miết. Tới rồi lâu rồi mà. Tới miết. Tay chân mân mê mà rung lên. Anh đến giờ anh tay rung lắm. Tay ông ướt nhẹp rồi trời ạ. Dạ, tay rung lắm. Vậy là có hồi hộp, rối loạn con tim mà đúng không Tuấn hả? Dạ. Tuấn thấy vui không? Tuấn nắm tay đừng có buông Tuấn. Tuấn ơi, dạ. Tuấn thấy thích người đối diện không? Dạ thích. Thấy hợp không? Dạ hợp. Phung cái đi. Đúng rồi. Được quyền má. Dạ. Đúng má nè. Được quyền. Ừ.
Vậy là hít thôi, cái đó là hít chứ đâu có hùng. Không, ịnh luôn rồi, ịnh thôi là chuyên môn. Ịnh thôi hả? Hùng lại rồi, không có ịnh. Không có ịnh được. Hùng em thiệt tình có sao nó vậy mà bị anh Linh cài kẹo. Mới có ịnh thôi à, nào không thiệt đàng hoàng. Không chưa? Dạ rồi. Rồi, em có nói gì với anh hai hả cưng hay sao? Anh hai. Đó, anh hai đó, anh hai là như thay cha đó. Dạ. Nói gì với anh hai, anh hai chuyển lời cho cha, cho mẹ. Dạ, thật sự em thì em không có tình trường về cái chuyện tình cảm. Cho nên nếu như mà sau này chuyện tìm hiểu của em và anh có đến hôn nhân á, thì cái sai lầm gì của em dâu á, thì xin anh cũng bỏ qua và chỉ dẫn thêm. Trời ơi, hay quá. Quá hay không? Dạ. Rồi tính sao, có muốn có con gì đó, hỏi thôi. Hỏi em gái đi. Cái chuyện con cái. À đúng rồi, chuyện con cái. Chuyện con cái thì em hồi sớm em cũng có nói rồi. Em kêu là có thể em sinh được và có thể không sinh được. Dạ. Nhưng mà đó là cái quyền lợi, cái thiệt thòi của em. Còn anh cũng đã có con riêng rồi. Thí dụ như em sinh được thì càng tốt, mà em không sinh được là cái thiệt thòi em có sợ đó không? Anh đang định hỏi đó. Thật sự là em cũng không có sợ là không có, hoặc là có, hoặc là bắt buộc phải có. Nhưng mà em nghĩ cái chuyện con thì do trời cho. Dạ. Nhưng mà vậy nè, theo chị nha, em vẫn phải đặt mục tiêu là em phải có con và có liền. Ví dụ như tụi em thực sự cảm thấy yêu nhau thì đừng có chần chờ gì nữa. Mình tiến tới hôn nhân và mình phải có con ngay. Chị là bé út của chị sanh năm 42 tuổi. Cho em yên tâm là không có vấn đề gì cả nha. Em sanh liền. Gặp đi nha. Nhưng mà thấy cảm giác hợp nhau là tiến hành gấp luôn nha. Đưa ba mẹ vào gặp. Dạ. Khó sanh. Dạ, không sao đâu. Dạ, không có bây đâu. Giờ Tuấn quan trọng, Tuấn về, nếu mà hai tìm hiểu nhau được, Tuấn về mời ba mẹ vào để gặp bác, hai gia đình tiến hành luôn. Đúng nha. Rồi. Đó. Ok, nào ôm nhau cái chặt cái nào. 44 là vẫn ngon lành. Nào hai người ôm nhau là chặt cái coi. Tuấn. Anh Linh cứ gài kẹo hoài á, tuổi già ta ngại ngùng. Nào. Ngại, bây giờ mình phải ôm chặt vô coi nào. Giai đoạn đi. Hợp lắm luôn á. Rồi. Ok. Rồi quà cáp đi, quà cáp của chương trình tặng cho các bạn nè. Đây là bộ son môi. Mai từ Khánh Hòa vô đây là thấy ổn rồi đó. Bộ son môi Yurika của Nhật Bản do thép Vina QA thép Nhật Bản tặng cho em. Chị đang xài nè. Rất đẹp, son lì rất đẹp. Còn đây là kem chống nắng và kem tẩy trang hiệu Relasti. Phải không ta? Rồi chút đọc lại. Relax gì? Relastil gì? Relastil nha. Chút chị Băng sẽ đọc lại. Và kem tẩy trang hiệu Relastil. Chương trình tặng cho em. Đây là thẻ Diamond để các bạn có thể đến những cái hệ thống fitness tập yoga để có một sức khỏe bền vững. Dạ, anh cầm những cái này. Đó. Và đây là quà của máy lọc nước Toshiba. Mọi người sẽ nhận món quà của chương trình. Đây là cái máy lọc không khí rất là tốt nha. Toshiba. Dạ. Máy lọc không khí này rất là tốt luôn á. Rồi chúc các bạn thật nhiều may mắn và hy vọng rằng tôi sẽ nhận được thông tin của các bạn càng sớm càng tốt về cái tin vui mà các bạn có thể về hỏi cơm chung. Dạ. Nha. Dạ. Ok. Rồi, chúc mọi đứa hạnh phúc nha. Đi đây cưng. Rồi, nãy giờ trò chuyện đi. Quà của anh. Đây. Quà đây đúng rồi, quên nữa. Hai cái áo gối đó, đơn giản đâu. Đây, bà cô Tuấn, đem với hai đứa ăn rau câu nói chuyện đi.